Đối tượng sau khi thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29C85642 bỏ chạy qua nhiều tuyến phố Trương Định, Kim Đồng, Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Xiển và va chạm với một số phương tiện khác. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng thông báo người, phương tiện giao thông nào bị ô tô biển kiểm soát 29C85642 va chạm trong quá trình bỏ chạy liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng để được giải quyết. Đồng chí Nguyễn Công Hoan, đội điều tra tổng hợp